trời đất ơi, sao giờ này còn chưa tới nữa ta? À. Dạ, chào lớn của ông chủ hết hồn hả? Chuyện chào nhẹ thôi nghe. Dạ, chào ông chủ. Mệt mày ghê luôn. Con biết tại sao ông nam chủ dậy sớm mà ra đây đứng ngồi. Ê, thôi nghe mày, sáng sớm đừng ăn nói tầm bậy, tao chửi à. Dạ, đâu nói vô duyên đâu, con nói đúng mà. Tại thường ngày ấy là giờ này ông chủ còn ngủ, đâu phải tự nhiên mà ông nam chủ dậy sớm vậy đâu. Mày tài lanh quá à. Đâu, mày nói thử coi. Nếu mày nói sai á, tao trừ mày 1 tháng lương nha mày. Dạ, 2 tháng luôn con cũng chịu nữa. Nhưng mà nếu mà con nói đúng á thì ông chủ phải thưởng thêm cho con 1 tháng lương nghe. Còn lâu mày. Mày khôn hơn tao hả? Nếu nói đúng á, tao chỉ thưởng mày 1/2 tháng lương thôi. Mà mày nói sai là cái chắc rồi. Nửa tháng cũng được, con bảo đảm là con nói đúng luôn á. Mà con nói đúng á là ông chủ phải chấp nhận đúng. Ông chủ không được ăn gian con nghe. Tao ăn gian mày làm gì? Nói đi mày. Dạ, ông chủ làm sao mà dám ăn gian con được? Tại vì con biết chắc chắn sắp tới ông chủ sẽ nhờ con giúp đỡ. Hôm nay á, ông chủ dậy sớm để chờ người ấy phải không? Người nào đâu? Mày tầm bậy tầm bạ không à? Ông chủ, kia kìa, phải nhắc tiền nhắc bạc cũng được, vậy thì hãy biết mấy. Đó có phải là nguyên nhân khi ông chủ dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao, đứng chờ người ấy nãy giờ, đúng không ông chủ? Tại vì cứ mỗi tuần á, là cô ấy sẽ mang vải tới đây 1 lần để bán cho ông chủ. Cho nên là sáng nay ông chủ mới dậy sớm, rồi trộn rộn nãy giờ. Ông chủ thua nghe. Thôi, con biến đi, cho ông chủ tha hồ làm việc. Đi đi mày. Dạ. Tiền hoài, mệt mày quá. Em. Dạ chào ông. Em có biết là anh đợi em từ sáng tới giờ không? Bữa nay em có gì hay hay đem qua cho anh vậy? Dạ, vẫn là lụa tơ tằm thôi. Tôi dệt rất kỹ, không có lỗi nào, ông chủ cứ kiểm tra. Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi anh bằng ông chủ, rồi cũng đừng có xưng tôi nữa, nghe nó xa lạ lắm biết không. Xưng bằng em đi, dầu gì cũng là chỗ quen biết xưa nay rồi, người cùng làng mà, đúng không? Dạ, tôi không dám ạ. Nữa, xưng tôi hoài. Dạ, em không dám ạ. Đó. Trời đất ơi, xưng em nghe em tai thấy sợ luôn. Cho anh coi giải đi, coi như thế nào rồi cái. Mà nếu được á, anh sẽ trả cho em cái giá cao nhất, chịu không? Dạ. Thôi, lộ ra sao, đưa ra cho anh xem ha. Dạ đây. Trời đất ơi, giải của em dệt đẹp làm sao á, nó vừa mịn mà nó vừa láng nữa. Mà cái bàn tay nó đẹp như vậy nè, làm sao mà dệt vải ra xấu được, đúng không? Thôi được rồi, anh sẽ trả cho em mỗi sấp lụa là 5 quan tiền. Vậy chi 2 sấp này là 10 quan tiền, chịu không? Giá cao nhất đó nha. Dạ được, dạ cảm ơn ạ. Ủa, mà bộ anh không đáng để em nhìn mặt nói chuyện hay sao mà em nói chuyện với anh em không chịu ngẩng lên gì hết vậy? Đó. Tiền em nè, tay em đâu? Trời ơi, ta nói tiếc thấy sợ luôn á. Bàn tay đẹp như vậy nè, phải được nâng niu vuốt ve hàng ngày mới xứng. Sao lại phải hàng ngày ngồi sau khung cửa rồi dệt vải vậy? Nghe nói là
em làm việc vất vả suốt ngày để lo cho thằng chồng nghèo rồi còn đi học của em đúng không? Dạ. Tiền nè. Dạ, em cảm ơn, em xin phép. Ông chủ, hết hồn vậy, cứ hù hoài à. Nửa tháng lương còn đâu ông chủ? Nửa tháng lương gì? Trời ơi, ông chủ hứa rồi mà ông chủ không đưa cho con là ông chủ ăn gian đó nghe. Nhớ rồi mày, mệt mày ghê, cứ tiền bạc hoài. Đây, nửa tháng lương của mày nè. Cắn gãy răng mày luôn. Dạ, cảm ơn ông chủ. Nghe hỏi nè. Dạ. Hồi nãy mày nói mày giúp tao chuyện sắp tới là chuyện gì? Thì ông chủ nhờ con làm gì thì con làm cái đó, bảo đảm với ông chủ nha, con làm hiệu quả luôn. Thí dụ như là ông chủ nhờ con đưa thơ cho người ấy chẳng hạn. Đưa thư? Dạ. Cái vụ này hay à nghe. Đưa thư thấy hay hay á. Dạ thấy hay ông chủ. Chứ không lẽ ông chủ cứ mỗi tuần ra đây đứng đợi con lần một sao? Đúng không? Đúng rồi. Thôi bây giờ con sẽ chạy theo người ấy để xem gia cảnh người ấy như thế nào, rồi con sẽ về báo cho ông chủ biết. Được. Đi đây, đi. Dạ. Hey, ông chủ. Hả? Khi mà con về á, nếu mà con làm xong việc rồi á, ông chủ nên nhớ cho con thêm tiền trà nước nha. Mệt, tiền hoài. Đi đấy, đi đấy. Dạ, con đi liền nha. Dạ, con đi vô. Mẹ lên nha. Dạ. Cái thằng coi vậy mà được việc ghê. Có chuyện gì mà chàng thở dài vậy? Đoạn văn này thật khó hiểu. So với sức học của anh, ý nghĩa thâm sâu, trùng điệp nhiều tầng, điện học đúng là vô bờ. Anh thấy mình thật không đủ sức. Vậy bây giờ chàng phải làm sao? Nhà mình đã nghèo rồi, chàng phải tự học là chính. Chàng đã thi rớt một lần rồi. Thi cử thật ra không quan trọng bằng thực tài, và chuyện học trong sách vở cũng chẳng có ý nghĩa gì với những ứng dụng hàng ngày. Sở học của anh chỉ đến đó, anh biết phải làm sao đây. Tại sao vậy? Chàng có gì khó nói với em hả? Anh nghe trong giới học trò đồn đại rằng ngoài Thành Nam có một ông thầy nổi tiếng tài cao học rộng, ngoài Bách Gia Chư Tử các môn nhâm cầm đồn toán thầy cũng đều tinh thông. Được học với thầy thì chẳng cần thi cử cũng có thể mưu sinh lập nghiệp giúp đời. Nhưng mà thầy chọn học trò rất gắt gao, không dễ được thầy nhận đâu. Vậy là chẳng muốn ra đàng ngoài học thiệt hả? Ừ. Nhưng mà mình á, có phải trả học phí cho thầy không chàng? Chắc là phải trả chứ, nếu không trả thì lấy gì thầy ăn. Mày cho tao ăn quýt hàng chanh mà chua quá vậy? Dạ, đây là quýt mà tại nó nghịch mùa nên hơi chua một chút. Mệt ghê. Mà ông chủ ơi, con nói ông chủ nên thôi đi. Đừng có đụng vô gái đã có chồng làm gì cho phiền phức. Mày con cũng biết á, là từ ngày bà chủ bị bệnh mất á, ông chủ cũng buồn lắm, muốn bước đi thêm bước nữa. Nhưng mà trên thế gian này á, thiếu gì đàn bà đang ở không, mắc mớ gì ông chủ phải đụng tới con gái đã có chồng rồi làm gì hả ông chủ? Mày hay cãi tao, dám dạy đời tao hả mày? Mày thấy nguyên cái xã này, à mà không, nguyên cái huyện này nữa, à mà không, nguyên cái tỉnh này luôn, coi có ai đẹp bằng cổ không? Mày chỉ tao coi đi. Đó, thấy chưa? Mày cũng công nhận là không ai đẹp hơn cổ rồi, đúng không? Nên tao có say mê cổ, si tình cổ cũng là đúng thôi. Còn có chồng hả? Đối với tao không có gì là quan trọng hết.
cái gì rồi từ từ nó cũng sẽ. Mà mày nói với tao là người chồng cậu muốn đi học xa mà không có tiền đúng không? Dạ. Con nghe hai chồng bàn tới đó rồi dừng lại. Vậy bây giờ tính sao ha? Ông chồng đi học xa, cơ hội ngàn vàng cho ông chủ đó. Bằng mọi cách ông chủ phải giúp cho anh chồng đi học càng xa càng tốt. Còn có cách gì nè? Cách gì? Thôi mệt quá, nước miếng văng đầy hết à. Muốn gì nói đi. Dạ thì con nói rồi đó, cho ông chồng đi học càng xa càng tốt. Thấy con hay không chủ? Diệu kế, diệu kế. Hay lắm, hay lắm. Con quên con trước. Chua quá à. Dạ anh. Em sao đi chợ vất vả quá vậy? Người xinh đẹp như em á, lẽ ra phải lấy chồng giàu. Bước ra một bước phải có kẻ hầu người hạ mới xinh chứ, đúng không? Dạ tôi là gái đã có chồng, xin ông đừng chọc ghẹo nữa. Lại ông với tôi hoài. Bây giờ vậy nè, anh xin mua đất hai chữ ông với tôi bằng hai lạng vàng được không? Tám. Dạ. Ra biểu. Dạ anh chào ông à. Đưa nàng cho tao. Dạ. Nè, đây là hai lượng vàng. Ông chủ tôi đưa cho cô để mua đất hai chữ ông và tôi. Cô cầm cho. Số tiền này lớn lắm đó, cô không nhận là uổng lắm á. Với số tiền này, cô có thể cho chồng cô đi học xa mấy năm trời còn chưa hết nữa đó. Đúng rồi. Nè, cô cứ suy nghĩ kỹ đi. Cô có vợ cả đời cũng chưa chắc có được số tiền lớn như vậy nữa đó. Cô cứ cầm lấy đi. Chỉ cần từ nay trở đi á, cô xưng với ông chủ tôi là em với anh. Vậy là được rồi, có gì đâu. Dễ quá mà, đúng không? Cầm đi. Ngại gì không biết nữa. Cô nên nhớ có số tiền này chồng cô mới đi học xa được chứ. Ngại gì không biết. Đó, vậy ngoại dễ thương không? Mày. Dạ hiểu. Anh cảm ơn em. Thôi anh nói nhanh để kẹo đứng đây không có tiện. Số tiền này coi như là anh giúp chồng em đi học để lo cho tương lai. Còn em á, ở nhà hàng tuần cứ dệt vải ha, anh sẽ cung cấp chi phí tiền bạc cho em để lo đầy đủ trong nhà, khỏi phải làm gì nặng nhọc á, hiểu không? Anh đi nha. Chàng cứ đi thử đi, nếu được thầy nhận á thì chàng cố gắng học thành tài rồi về với em nha. Nhưng mà em nói cho anh nghe đi, ở đâu mà em có được số vàng này? Thì em đã nói với chàng rồi, cái này là số gia bảo ông bà em để lại. Khi mẹ em mất nói là khi nào có chuyện cấp bách thì lấy ra dùng. Em nghĩ đây là chuyện cấp bách rồi, mà như vậy á thì chàng phải cố gắng học thật tốt nha. Nhưng em chịu ở nhà một mình để chờ anh. Thật anh không đành lòng. Em là đàn bà con gái, tay yếu chân mềm, việc đồng áng rất là vất vả.
Đêm hôm một mình, trái gió trở trời biết làm sao đây. Chàng đừng có lo, em á, còn bà con láng giềng nữa mà. Với lại em còn nghề quay tơ dệt lụa, lụa của em rất là tốt nữa, được nhiều khách hàng ưa chuộng. Em nghĩ là em dệt lụa sẽ có nhiều tiền hơn là làm ruộng. Anh sẽ cố gắng học hành thật tốt để không phụ lòng của em. Xong việc chưa? Dạ con xong rồi thầy. Tới đây uống nước với thầy. Dạ. Con uống đi. Trà sen nấu bằng nước mưa đó, không gì bằng. Thầy thấy con hôm nay hình như có điều gì lo nghĩ. Dạ. Con có gì thì cứ nói với thầy. Con theo học nhà thầy đến nay được bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi, nhanh quá thấy không? Chữ nghĩa của thầy con đã học gần hết rồi. Thầy với con á, chẳng khác gì là cha con. Con có gì mà khó nghĩ thì cứ nói ra đi, rồi thầy sẽ giúp cho con. Dạ, thật ra là đã 3 năm nhưng mà con chưa học hết chữ nghĩa của thầy đâu. Đặc biệt là các phép bấm độn và kinh dịch của thầy, nó thật là khó. Con chưa trả lời câu hỏi của thầy, con đang có điều gì khó nghĩ, có đúng vậy không? Dạ chẳng là con thấy nhớ vợ con quá. Con xin phép thầy cho con về thăm nhà vài hôm, rồi con trở lại học tiếp. Thần sắc của con hôm nay thầy thấy kém lắm. Đưa tay đây thầy xem nào. Tiền đình của con đang bị tối lắm. Năm nay vận của con rất xấu. Con về lần này lành ít dữ nhiều. Theo thầy thì con không nên về.
Được rồi, thầy đồng ý cho con về thăm vợ của con. Thầy cho con về thăm nhà thật hả thầy? Ừ. Vậy có nghĩa là vận xui của con đã hết rồi phải không thầy? Không, vận xui của con phải hết năm nay. Nhưng dạo này thầy thấy con mất ăn mất ngủ vì thương nhớ vợ, nên thầy phải nghĩ hết cách để mà giúp con. Con sẽ gặp một số tai nạn, thầy dạy con mấy câu này. Con phải nhớ là phải làm đúng theo mọi trường hợp thì con sẽ được tai qua nạn khỏi. Dạ, xin thầy đọc con nghe. Ừ, thầy sẽ cho con 4 câu này, con phải nhớ kỹ. Gặp đình chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. 3, 4, 6 chớ hỏi. Gặp đình chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. Dạ, dạ còn câu thứ 4 con quên mất rồi thầy ạ. Đó là câu quyết định cuối cùng con phải nhớ. 3, 4, 6 chớ hỏi. 3, 4, 6 chớ hỏi. Ủa, sao không có 5 vậy thầy? Thiên cơ bất khả lậu. Con chỉ việc thuộc lòng và làm đúng 4 câu này cho thầy, lập tức sẽ tai qua nạn khỏi. Đọc lại cho thầy nghe. Gặp đình chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi, 3, 4, 6 chớ hỏi à? Đúng. Con phải nhớ thật kỹ trong đầu nghe chưa? Dạ thầy. Bây giờ con có thể về thăm nhà được rồi. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Ừ. Chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. 3, 4, 6 chớ hỏi. Cậu ơi, trời sắp tan mưa rồi, đi vô đây trú đi, đứng ở ngoài lát ướt hết bây giờ. Dạ không, thầy tôi dặn gặp đình chớ tới, mọi người chạy ra ngoài đi, kẻo gặp nguy hiểm đó. Trời ơi, đứng ngoài đó lát ướt hết, đi vô đây đi. Vô đây đi, vô đi cậu. Không được, ta phải dành cho nàng sự bất ngờ, chắc chắn nàng sẽ vui. Dễ sợ. Còn chồng râu nữa nè, nhìn thấy thương quá à. Cho Hùng cái nha, nha. Lông cũng mượt nữa nè, cho Hùng cái nha. Thôi mà, đừng có cắn, đau quá.
Trời ơi, coi cái bàn tay nè, nhỏ xíu à, dễ thương quá. Tôi phản bội. Trời ơi, trời ơi, chàng làm cái gì vậy? Chàng biết là chàng làm vậy em sợ lắm hay không? Ta xin lỗi nàng, ta chỉ định làm cho nàng bất ngờ thôi. Bất ngờ gì bất ngờ? Nàng ơi. Hả? 3 năm rồi ta không gặp lại nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào, ta nhớ nàng nhiều lắm. Ủa, mà chàng học xong chưa? Ta chưa có học xong. Chàng học chưa xong á, chàng về đây làm gì? Kìa, nàng. Thì do ta nhớ nàng quá, ta phải xin thầy mãi, thầy mới cho ta về thăm nàng đó. Không được. Ta nói với chàng rồi, chàng cứ ở ngoài đó lo học hành cho xong đi. Còn em ở nhà khổ cực gì một mình em chịu được rồi. Chứ chàng về đây nữa, em phải nuôi chàng nữa hả? Ta nhớ nàng quá, ta không thể nào chịu nổi nữa. Ta chỉ về thăm nàng vài ngày thôi, rồi ta sẽ đi ngay. Nàng đừng buồn ta nữa. Thôi, bây giờ chàng cứ ra phía sau, chàng tắm rửa đi, rồi chàng cứ nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, em đi mua cái gì ngon ngon về nấu cho chàng ăn nha. Ừ, ta sẽ đi tắm ngay. Ừ, chàng đi đi. Ta chỉ về thăm nàng vài ngày thôi, rồi ta sẽ đi ngay. Nàng đừng buồn ta nữa. Thôi, bây giờ chàng cứ ra phía sau, chàng tắm rửa đi, rồi chàng cứ nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, em đi mua cái gì ngon ngon về nấu cho chàng ăn nha. Ừ, ta sẽ đi tắm ngay. Ừ, chàng đi đi. Dạ? Anh ơi. Gì? Anh. Hả? Chết rồi. Gì vậy? Chết rồi. Shhh, nhỏ nhỏ thôi. Em muốn gia nhân với hàng xóm biết hết hả? Ngồi xuống đây, xuống đây. Cái gì? Cái gì mà em nói chết rồi? Chết rồi anh có ơi. Có phải thằng chồng em nó về đúng không? Ủa, sao anh biết hay vậy? Dễ thôi. Thì đối với em bây giờ á, chết rồi chỉ là chuyện đó thôi, đúng không? Với lại cũng 3 năm rồi, giờ này nó học xong rồi, đúng không? Không, ảnh anh chưa học xong. Trời, học 3 năm chưa xong. Cái thằng này ném gì cái loại học ngu vậy? Mà ngu nhất á là để con vợ đẹp ở nhà một mình để đi học. Mà có gì đâu em rung. Nghe nói nè, bình tĩnh, không có gì rung hết. Bây giờ mình vô trong đi. Anh nhớ em quá à. Cái ông này giờ còn vô trong cái gì nữa? Bây giờ tình hình cấp bách đây nè. Em phải nói với ảnh á là em ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cho ảnh ăn, rồi mới lén qua đây báo tin cho anh biết đó. Chết rồi anh ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Em sợ quá, anh nghĩ cách gì đi. Anh đã chẳng bàn với em chuyện này rồi sao? Anh với em á phải được sống bên nhau mới thổi dạ. Mà muốn chính thức á đến với nhau á là em phải bỏ thằng chồng dài lưng tốn giải đó. Nghe anh nói nè, nó mà về đây rồi á thì đó là cơ hội để mình thực hiện ước muốn bấy lâu nay, hiểu chưa? Nhưng mà anh ơi, anh ấy không bao giờ chịu bỏ em đâu. Với lại anh có lỗi gì đâu mà em bỏ. Mà mình làm vậy á, hàng xóm người ta nói chết. Khổ quá. Nói nghe nè. Hả? Vậy bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, làm theo lời anh. Bây giờ em chạy ra chợ mua một ít bồ kết với lá thơm về cho nó gọi đầu. Đêm đến anh sẽ có cách. Ủa vậy thôi hả? Mà anh định làm cách nào? Thì cứ làm theo lời dặn của anh đi, đừng hỏi lo thôi nữa. Về đi, đi, đi.
Dạ. Khoan gì nữa? Khoan. Khoan mẹ. Nè, cầm ở tiền chạy ra chợ mua dây đặc tiên đó, nấu canh cho nó ăn, bỏ thêm một chút ít tim sen, rồi đốt một con gà, mua thêm một giò rượu ép cho nó uống, nhớ là ép cho nó uống hết rượu, cho nó ngủ càng say càng tốt. Càng say càng tốt. Ừ. Đi, đi. Dạ. Ê, khoan. Cái gì? Nhớ lệnh nha, tuyệt đối không cho nó đụng vô người, hiểu chưa? Biết rồi, vậy nha. Chàng ơi. Trời ơi, sao chàng kỳ quá vậy? Chàng tắm mà chàng không chịu gội đầu. Trời ơi, coi kìa. Em có nấu sẵn nước bồ kết với lại lá thơm cho chàng rồi. Chàng ra đây em gội cho, đi. Ờ, để ta có gội đầu bằng nước tro rồi. Tóc ta sạch rồi nè. Mà trước giờ ta đâu có gội đầu bằng trái bồ kết hay lá thơm đâu. Nàng cứ gọi đi nha. Thôi không có được, em nấu cho chàng mà, đi. Ta nói không là không. Nàng gọi đi, bỏ uổng lắm nha. Ừ. Gặp thơm chớ gọi. Gặp thơm chớ gọi. Sớm đi. Hôm nay ta được gặp nàng, trong lòng ta vui lắm, cho nên ta không ngủ được. Em biết mà. Thôi chàng nghỉ ngơi sớm đi. Ba năm rồi ta không được gặp nàng, ta nhớ nàng nhiều lắm. Em biết mà. Nhưng mà mấy ngày nay chàng đi đường mệt rồi, chàng nghỉ sớm đi à. Thôi, chàng nghỉ sớm đi. Sớm mai em còn đi chợ mua đồ ăn sáng cho chàng nữa. Ta không sao mà. Chàng nghe lời em đi mà. Vậy đi giờ ơi, sáng rồi. Em ơi, em làm sao thế này? Vợ của tôi bị giết rồi bà con ơi. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Bà con ơi, cứu tôi với bà con ơi. Vợ tôi bị cướp giết chết rồi bà con ơi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Nàng ơi, sao nàng bỏ ta mà đi? Nàng ơi. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy? Cái gì mà bị giết?
hả? Sao biết được hắn luôn? Bỏ mè quá trời luôn. Nè, có khi nào giết không? Phải rồi, người gì mà ác quá. Vợ chồng sống với nhau mà ông này ra tay giết bà. Suy tới vợ, đâu có vụ nào mà giết người dã man như vậy. Bởi vậy tôi nói hả, kinh khủng quá mà. Ai mà ra tay ác độc vậy không chịu báo quan đi? Sáu mai chịu báo quan đi. Đúng rồi đó. Trời ơi, tôi có biết cái gì đâu mà đi báo quan. Phải rồi, tôi phải đi báo quan mới được. Thấy mà đau lòng quá trời. Nè, anh tính đi đâu vậy? Tôi đi báo quan. Thôi, anh khỏi đi báo quan. Anh tính bỏ trốn hả? Anh về anh ngủ với vợ anh tối qua, sáng dậy vợ anh chết, anh không biết là sao? Ý của anh là sao? Thì ý tôi nói, anh ngủ với vợ anh mà anh không biết nguyên nhân vợ anh chết là anh nói xạo, đúng không bà con? Đúng rồi, đương nhiên là vậy rồi. Anh không có đi đâu hết, anh ở đây đi. Chào Quang. Có chuyện gì vậy? Cô Lụa bị cắt cổ chết rồi. Đêm qua cô Lụa ngủ chung với chồng, đó là anh này, mà sáng ra cổ chết. Anh này anh nói là anh không biết gì hết, sáng sớm còn ra kêu làng kêu nước lên nữa. Anh này đi đâu mấy năm trời, tự nhiên mới về hôm qua, vậy mà cô Lụa bị cắt cổ chết đó Quang. Xin Quang đèn trời suy xét cho. Không, đúng rồi đó Quang. Tôi không có giết vợ tôi. Tôi thương vợ tôi lắm. Mặc dù tôi đi học xa, nhưng tôi vẫn xin thầy tôi về thăm vợ tôi. Đi đường xa nên tôi mệt, tôi ngủ không biết gì cả. Xin Quang hãy suy xét à. Trời ơi, nói vậy là sao? Bà con ở đây nói đúng rồi. Chỉ có mình anh và vợ anh ở nhà trong đêm khuya. Làm thế nào mà vợ anh bị giết mà anh không biết là sao? Có phải tự tay anh giết vợ rồi bày chuyện la làng để đánh lừa mọi người không? Không, không, không. Ông khai thiệt với Quang đi làm sao? Quang cho tôi quá ông Hưng Quảng ơi. Tôi không có căn cớ gì để giết vợ tôi hết. Dạ chăng? Nếu tôi định giết vợ tôi thì tôi đã trốn đi từ đêm hôm qua rồi. Chứ dại gì mà để đến sáng rồi đã làng la sớm để mọi người kéo tới như thế này. Xin Quang hãy soi xét cho tôi. Vậy anh ở chung nhà với vợ anh cả đêm, vợ anh bị giết mà anh không biết là sao? Nó không biết là nó láo. Đúng rồi. Đâu? Dạ, dạ. Quang, nói thằng này lại cho tao. Đúng rồi. Không có thằng thật gì hết trơn á. Giết vợ. Quang cho tôi quá ông Hưng Quảng ơi. Ông hãy nhìn đi, cái cửa buồng nhà tôi đêm qua bị trộm nó vào, nó cài bung ra hết rồi. Xin ông soi xét. Mày lại quỷ tạo chứng cứ chứ gì? Giết vợ mày cài cửa mấy hồi? Vậy chứ ai cài cửa ầm ầm mà mày không biết? Không phải là vô tội. Mày dám lừa cả tao hả? Mày đâu? Dẫn nó lên Quang. Dạ. Quang cho tôi quá. Đi. Quang cho tôi quá ông Hưng Quảng ơi. Cào thịt đều ra, cho thóc mau khô, để mai còn giả mới có gạo mà ăn. Làm nhanh lên. Dạ. Dạ. Ê, tụi bay làm ăn cái kiểu gì mà có đống tóc làm từ sáng giờ vậy? Mày kêu ba thằng ra cào đống tóc rồi kia. Còn thằng thư sinh này, mày chân yếu tay mềm thì đứng ở đây canh gà, không cho gà vô mổ thóc. Dạ. Theo tao. Gặp gà chớ đuổi. Tụi bay cứ ăn đi. Tên kia, tao giao nhiệm vụ cho mày canh gà, mà sao mày để cho gà ăn hết lúa vậy? Dạ bẩm ông, tôi không thể nào đuổi mấy con gà. Tao dặn mày sao? Dạ. Tao dặn mày không được cho gà vô ăn thóc. Tại sao mày không nghe lời tao? Dạ bổng ông, dạ. Tại sao mày không nghe lời tao? Tao nghĩ mày là học trò, chân yếu tay mềm. Tao giao công việc nhẹ nhàng cho mày làm, tại sao mày không làm? Tại sao? Tại sao mày muốn vậy? Xin ông đừng đánh tôi nữa. Tại sao? Tại vì trước khi đi thầy tôi có dặn, gặp gà chớ đuổi. Nên mong ông đừng có đánh tôi nữa, tôi xin ông. Mày ngu thì thằng thầy mày cũng ngu. Để tao quýnh cho mày bớt ngu.
Ngu hả mày? Ngu nè. Dừng lại. Dạ. Tên tù kia, lại đây. Quan kêu mày kia. Dạ. Dạ bẩm quan. Còn ngươi, sao lại đánh người ta? Dạ bẩm quan, thằng này nó vừa ngu vừa ly. Trong khi các tù nhân khác trải lúa ra thì còn kêu nó đứng canh gà, không cho gà vô ăn lúa. Vậy mà nó cứ đứng trơ trơ cái mặt nó ra. Con nghĩ nó là học trò chân yếu tay mềm, nên con giao có việc nhẹ nhàng cho nó. Vậy mà nó không làm, con la nó, nó vẫn trơ trơ cái mặt nó ra. Con tức nên con mới quýnh nó đó quan. Sự tình có đúng như vậy không? Dạ bẩm quan, dạ đúng vậy ạ. Anh học trò kia, anh là học trò, lại là kẻ có tội đang chờ xét xử. Tại sao lại bướng như vậy? Người ta thương tình, chỉ bắt xua gà là công việc nhẹ nhất, mà anh nhất định không chịu làm là sao? Dạ bẩm quan, con đang theo học với thầy Đầu Quạnh ở ngoài thành Nam. Năm nay nữa được 3 năm. Nhưng khi tôi nhớ vợ quá, tôi phải xin phép thầy về nhà vài hôm, nhưng mà thầy không cho. Nói giận tôi năm nay rất xấu. Nhưng rồi thầy thấy tôi buồn quá, nên thầy đành cho tôi đi. Nhưng trước khi đi, thầy cho tôi học thuộc lòng 4 câu thơ để phòng thân. Tôi đã áp dụng được 2 câu. Nhờ 2 câu đó mà tôi đã tránh được đại nạn. Nên câu thứ 3 tôi không thể không theo. Ngươi là học trò của thầy Đồ Hoành à? Dạ đúng ạ. Thầy Đồ Hoành thì ta có nghe tiếng. Được rồi, ngươi theo ta vào trong. Dạ. Bốn câu thơ thầy cho ngươi như thế nào? Dạ bẩm quan, câu thứ nhất là gặp đình chớ tới. Suýt nữa tôi đã chết thảm trên đường về nhà. Lúc toan vào trú mưa trong một ngôi đình sắp bị sét đánh, tất cả mọi người trong đó đều đã bị chết. Tôi tránh được là vì nhớ tới câu này. Vậy câu thứ hai? Dạ bẩm quan, câu thứ hai là gặp thơm chứ gọi. Chính vì tôi nhớ câu này mà nhất quyết không chịu gọi đầu bằng nước thơm do vợ tôi nấu. Trong hôm đầu tiên tôi về nhà, vì vợ tôi tiếc nồi nước nên gọi đầu thay. Có lẽ vì vậy mà vợ tôi đã bị giết. Khoan đã, ngươi vừa nói cái gì? Gọi đầu thay mà bị giết chết à? Dạ. Sao mấy hôm nay ngươi không khai ra vụ này? Dạ bẩm quan, mấy hôm nay tôi nằm trong ngục tối và suy nghĩ, chợt nảy ra nhiều vấn đề. Vợ tôi chưa bao giờ nấu nước thơm cho tôi gọi đầu. Tại sao lúc tôi về, vợ tôi nằng nặc bắt tôi gọi đầu bằng nước thơm? Cô ấy có khá nhiều thay đổi, ăn mặc thì đẹp hơn. Lúc này lại không thấy dệt vải, nuôi heo và làm ruộng nữa. Ngươi nghi vợ ngươi có nhân tình khác à? Dạ, đúng vậy ạ. Vợ chồng 3 năm mới gặp lại, mà cô ấy nhất quyết không cho tôi đụng vào người. Cô ấy còn mua rượu ép tôi uống, rồi cùng uống với tôi nữa. Trước đây cô ấy có bao giờ làm như vậy đâu. Tôi say ngủ mê mệt không còn biết gì nữa. Sáng dậy mở mắt ra thì thấy cô ấy nằm chết bên cạnh. Vậy thì liên quan gì tới việc cô ấy bắt ngươi gọi đầu bằng nước thơm và nhờ nghe lời thầy không gọi mà ngươi mới thoát chết chứ? Dạ bẩm quan, nhà của tôi về đêm rất là tối, chỉ có người quen lui tới mới có thể biết đường đi mà không va chạm vào đồ đạc. Nhưng kẻ đó khó thể nhận ra tôi là ai trong 2 người trong bóng tối như vậy, nên chỉ có thể nhận ra bằng cách ngửi mùi. Và việc gọi đầu bằng nước thơm là biện pháp tốt nhất à. Tại sao vợ ngươi lại gọi đầu mà để cho bị giết?
Tôi nghĩ có thể là do cô ấy không biết rõ về âm mưu đó nên đã vô tình trở thành nạn nhân. Và kẻ thù ác đã nghĩ quá đơn giản. Và thật sự không ai có thể nghĩ ra là thầy của tôi đã dặn dò tôi như vậy. Người nói cũng có lý. Vậy câu thứ tư là gì? Câu thứ tư là 3, 4, 6 chớ hỏi. Cái gì? 3, 4, 6 chớ hỏi à? 3, 4, 6 chớ hỏi. Dạ đúng rồi. Câu này lạ quá. Ba câu trước rất là cụ thể. Gặp đinh chớ tới, gặp thơm chớ gọi, gặp gà chớ đuổi. Tất cả đều là những vật cụ thể. Nào là đinh, nào là nước thơm, nào là gà. Còn câu thứ tư lại là 3, 4, 6 chớ hỏi. Là nghĩa làm sao? Người đã hiểu câu này là gì chưa? Dạ, bẩm quan, tôi thật sự cũng như quan, thấy câu này khó hiểu quá. Có nhiều khi đụng chuyện mới bật ra được. 3, 4, 6 chớ hỏi. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Kỳ lạ thiệt. Không thể hiểu được. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Ba, bốn, sáu chớ hỏi. Vậy thì chỉ có thể là 5. Đúng rồi. Đây là tên người. Phải chăng có một người nào đó tên Năm đã ra tay hạ sát cô vợ của anh học trò này? Ông thầy đã mách nước rõ ràng như vậy trong 4 điều phải ghi nhớ. Đúng rồi. Dạ, bẩm quan gọi con. Đúng vậy. Người nghe đây, người dẫn theo lính lệ phi ngựa về xã Hạ, hỏi bọn hương lý trong xã, hỏi coi có người nào tên là Năm hay không. Nếu có ai đúng tên đó thì huy động thêm tuần đinh ở trong xã bắt giữ ngay, giải về đây cho ta. Dạ, nhưng mà có nhiều người tên Năm quá thì sao ạ? Cứ trên 25 tuổi thì bắt giải hết về đây. Tuân lệnh. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Ai vậy? Dạ, con. Con mời ông chủ ra ăn cơm. Hôm nay tao mệt.
Mày dọn cơm vô đây cho tao ăn được rồi. Dạ. Em ơi, em sống khôn thác thiên, hãy tha thứ cho tôi. Tại sao em lại gội đầu bằng nước thơm đó? Tại sao vậy trời ơi? Tôi không ngủ được suốt từ đêm đó tới giờ, em có biết không? Ai vậy? Dạ con dọn cơm lên cho ông nè ông chủ. Vào đi. Ông chủ dùng cơm đi. Để đó cho tao. Phải chi trước đây ông chủ chịu nghe lời con, đừng có đụng vô người đã có chồng, thì bây giờ á đâu có chuyện gì xảy ra rồi. Em đi, ra khỏi phòng tao. Lại lên. Dạ. Nhớ chốt cửa lại cẩn thận đó. Dạ. Em tha thứ cho tôi đi. Em đừng hằng đêm về gặp tôi nữa. Tôi sợ lắm. Tôi không sống nổi nữa. Em có biết không? Tôi quá khổ sở rồi. Em không thấy sao lụa. Tôi xin em mà lụa ơi. Tôi xin em mà lụa ơi. Tôi không cố tình đâu. Em biết không lụa? Có ở nhà không? Có ở nhà không? Ai vậy? Ai là Lê Văn Năm? Mở cửa. Quan quân ở huyện đường tri huyện Nguyễn Tâm đây. Mở cửa.
em tha thứ cho. Chính là tên giết người.